Ừ, thầy chào các em. Thầy tiến tiến lùi lùi mãi giờ mới vào được. À, hôm nay ta có thêm một số các bạn ở bên lớp lớp cơ bản 1 học cùng lớp cơ bản 2. Rồi hiện tại xem đầu tiên thì ta có khoảng 5 phút để giải đáp. Có bạn nào có câu hỏi giải đáp nào thì các em hỏi luôn nhé. Các bạn bật mic lên hoặc là có bạn hỏi là tại sao thì code thì đúng chạy ra. Trung hỏi nhạt dã man, lý do thầy mặc áo Manchester mà. Rồi hôm nay lớp ta có thêm bạn Gia Bảo này, có bạn nào ở bên lớp kia sang đây thế nhỉ? Có Gia Bảo đang dùng. Rồi, trước tiên thầy sẽ hỏi giải đáp các cái câu hỏi của các bạn, nên các em nào có câu hỏi. Buồn chung quá, mà chỉ tự nổi thế mà. Thì ta sẽ xem cái bảng thứ hạng trước. Sau đó ta sẽ sang tiếp cái nội dung buổi học. Thầy đang đặt ra câu hỏi rất lớn là tại sao con gà nhà thầy giờ nó lại hôm nay Trung rất khá, đã lên tới 278 rồi. Huy là 237, Lâm là 173, là 175, Nguyên 166, Thiên được 140, Quang là 96, Anh Minh là 91. Cái tập bài để thầy gửi lại ở trong nhóm đây, chắc là tí nữa thầy dồn hai cái nhóm này lại thành một nhóm để gửi bài các bạn cùng làm cho nó hiệu quả. Chưa thấy Thanh Nhàn đâu, lần này Thanh Nhàn không biết chuẩn đi đâu. Đầu tiên thì ta sẽ quay trở lại cái buổi học ngày hôm nay. Thì ở phần đầu thì thầy sẽ giải đáp bài 1 của em. Sao lại không nhỉ? À, để thầy xem cho băng. Ngũ Hoài Băng bài 1. À, băng ơi, nó báo không thấy file kết quả. Băng nhé, nó báo không thấy file kết quả. Bạn nào có câu hỏi nào thì các bạn có thể bật ở trong cửa sổ chat, còn không thì ta sẽ sang ở bên cửa sổ Zoom hoặc là Zalo để hỏi đáp. Rồi, ở trong hôm nay ta sang nội dung buổi học số 6, tiếp cái chủ đề. Tuấn Anh có hỏi là Tuấn Anh, em paste code vào đi, cái màn hình thì bé xíu, em quay video thế làm sao mà thầy nhìn thấy được nhỉ? Hướng rất làm đẹp, em làm y hệt mà không được, nó cứ không mở được file out ý. Không mở được file out, Tuấn Anh chờ thầy một tí nhé để thầy giải đáp. Các bạn khác cũng đấy, về thầy gửi lại các em tập hai nội dung ở. Các bạn KCB2 thì thầy sang bên lớp KCB1 gửi lại cái file của buổi hôm trước. Hôm trước ta đang ở file B5 đúng không? Đấy, các em ở lớp KCB1 lấy lại cái file B5 nhé.
KCD2 hình như thầy đã gửi file D5 rồi. Vừa rồi Tuấn Anh có hỏi là thưa thầy, tại sao khi em chạy cái file out không được thì em quan sát như sau nhé. Nếu mà em nháy đuốc vào file out ấy, mà nó không mở được cái file out này này, thì em nháy chuột phải vào nó, chọn Open with, chọn Inter, Internal Editor này, chọn cái dòng thứ ba nhé, thì nó sẽ mở được file này. Ví dụ nhé, nháy chuột phải chọn Open with, chọn Internal Editor đấy, thì nó sẽ mở được cái file out nhé. Nhớ chưa, bên tay phải chọn Open with, chọn cái dòng thứ ba này. Rồi ok, chỗ Tuấn Anh. Chỗ Huy có hỏi gì nhỉ? Huy có hỏi là sao kết quả nó lẻ được vậy? Thực tế thì cái file kết quả khi chạy cái bộ test này của cái bài số 5 ấy, nó sinh ra bởi cái ngôn ngữ lập trình Python, nên cái số cuối cùng với độ dài như trên nó làm tròn cái thằng 099 ấy, nó lại làm tròn về 1, chứ không phải kết quả trả về là mà, bởi vì sau số 1 này, sau số 0 này thì nó lại sẽ là số 099 lại 099. Nó là gọi là số thập phân vô hạn tuần hoàn. Khá hay, đây là một cái dạng số đặc biệt trong về số học. Nên sau dấu phẩy nó cứ lặp là 99 này, 0 này, 99 này, 0 0, 99 0 0, 99 0 0. Ở đây nó quy về số 1 là do nó làm tròn nhé. Nên là bài số 11. Bài đấy nó ra không điểm á, để thầy kiểm tra lại các bạn khác có ra được điểm không. Bài số đó là bài số 11 đúng không? Bài số 11 thầy thấy vẫn có mấy bạn ở bên trên này, bạn Trung và bạn Băng vẫn đạt được điểm full điểm này, các bạn khác bị không điểm. Chính xác, làm tròn thập phân ở chỗ đấy. Em đếm xem kết quả có bao nhiêu chữ số thập phân thì ta sẽ đưa ra là bấy nhiêu. Rồi, ta Nguyên và xem lại của Nguyên. Ok, trở thành một tí thì bài số 11 Nguyên nhỉ. Sao lại lấy tới 16 chữ số nhỉ? Để thầy thử đếm lại trong đề bài nó có bao nhiêu chữ số. Để xem lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 16 số thật à? Của Nguyên ơi, về thầy thử set question đến 16 chữ số. Và thầy thử cho lên tới 17 chữ số thì nó sẽ ra cái gì nào? Lại. Các bạn lưu ý các video bài giảng của các buổi học thầy up lên trên kênh YouTube, các bạn tìm chữ Đặng Tuấn Thành kiểu gì cũng nhìn thấy thầy. Các em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký like, share, comment cật lực kênh YouTube của thầy nhé. Các bạn tìm thấy chữ vì chỗ cái lớp KCB2 ở chỗ Bảo, B1 hôm trước Bảo mà có một số video mà của các buổi trước của KCB1 cũng ở trên này nhé. KCB2 có các video đến đây năm thầy đã up lên đây rồi. Thì và cái tương ứng bài tập server vẫn có. Thì hiện tại có rất nhiều các video. Các em có thể vào trong thẻ video này. Đấy, trong thẻ video thì có rất nhiều các video đây, thì các em có thể xem video bài tập và tự học thêm ở trên đấy nhé. Từ mức độ cơ bản đến mức độ nâng cao. Khi xem video các bạn nhớ like, share, comment cật lực vào. Nó vẫn báo khác đáp án để thầy ngó xem bên chỗ băng cái bài 11 băng đưa ra độ chính xác bao nhiêu. Băng đưa ra độ chính xác là 3 đó này nhỉ, set precision 3 nó vẫn chính xác.
Rcn cộng 4. Trung nguyên tại 11 cái sửa lại là sinh 3 nhân 5. Lúc nó chấm bài thì ta sẽ xử lý hai cái bài cuối của cái KCB2, cái bài D5. Tới thời điểm này bài D5 là ta đang làm đến bài số bao nhiêu nhỉ? 20 mấy, ba mấy chứ nhỉ? Ta đến bài số 26 rồi. Thì hôm nay thì thầy cốt lại ở bài số 26, bởi vì cái buổi trước thì thầy cho mình có bạn nào vừa vào nhỉ? Có anh Minh ra bảo, Lâm Thiên, Nguyên Tuấn Anh, Trung Gia Bảo, Băng rồi vẫn đội hình em. Hôm trước ta có cái bài đầu tiên là bài là cho 3 điểm ABC. Rồi bây giờ người ta hỏi xem 3 điểm này có là 3 đỉnh của một tam giác hay không. Nếu có thì tính dự và đưa ra diện tích của tam giác đó. Ngược lại thì ghi ra năn. Thì ở cái bài này thì ta nhận thấy ở bài này bài 26. Tới thời điểm này bài 26. Ở bài 26 thì các bạn sẽ thực hiện bước 1, ta nhập các cái giá trị theo thứ tự x1, y1, x2, y2, x3, y3. Tới đây các em cũng lưu ý nhé, khi làm bài thì ta phải nên có ý tưởng thuật toán để giải quyết bài toán đấy. Ở bài toán này thì ý tưởng thuật toán của ta đó là Nguyên hỏi chấm xong rồi. Chấm xong rồi Nguyên nhé. Em nộp lại bài với lấy độ chính xác là lấy 3 chữ số thập phân nhé. Thầy vừa trộm code của Băng. Xem là viết ra chính xác với 3 chữ số thập phân là được nhé. Thông thường thì đề nó yêu cầu như thế nào mình cứ làm đúng như thế. Quy quy cách ấy, thì viết ra nó sẽ phụ điểm. Với cái bài này thì để kiểm tra xem ABC là 3 đỉnh của một tam giác hay không, ta sẽ thực hiện công việc tính độ dài các cạnh AB, AC và BC theo công thức độ dài Descartes. Ở buổi trước ta đã biết công thức độ dài Descartes sẽ bằng căn bậc 2 của hoành trừ hoành độ trừ hoành độ tất cả bình phương cộng với tung độ trừ tung độ tất cả bình phương, sau đó lấy căn bậc 2. Vì nó là căn bậc 2 nên các biến ABC này phải khai báo kiểu plot và kiểu số thực. Sau đó, để ABC là 3 đỉnh của một tam giác thì khi đó tổng hai cạnh phải lớn hơn cạnh còn lại. Đấy, tổng hai cạnh phải lớn hơn cạnh còn lại. Do đó ta sẽ khi mà a ta đưa ra tất cả các khả năng của hai thằng lớn hơn thằng còn lại. Sau khi xong thì ta sẽ thực hiện tính công thức của diện tích của tam giác khi biết độ dài các cạnh. Cho tam giác ABC có cạnh lần lượt là A, B và C thì diện tích của tam giác được tính theo bởi công thức Hé-rông, ta có P thì sẽ bằng là nửa chu vi tức bằng A cộng B cộng C chia 2. Nhớ ép từ số sang số thực nhé. Rồi S sẽ bằng căn bậc 2 của P nhân P trừ 2 nhân P trừ B nhân P trừ C. Đó được gọi là công thức Hé-rông. Ở tiết học trước ta đã học. Và tới thời điểm này các em cần phải nhớ được nó. Tới thời điểm này các em cần phải nhớ được nó. Rồi, bây giờ ta sẽ quay sang ở bài này là bài số 26. Thầy kiểm tra xem có bao nhiêu bạn làm hết bài 26. Hiện tại bài 26 có 1, 2, 3, 4 bạn. Bài 26 hiện tại có 4 bạn trên 10 bạn đang ở trong lớp. Do đó ta sẽ cốt lại bài 26 các bạn nhé. Các bạn nào làm xong bài 26 các bạn tiếp tục hoàn thiện các bài tập kế tiếp. Rồi ta sẽ làm tiếp bài 26. Ở bài này thì thầy cũng muốn trình bày tới các bạn một cái cách tiếp cận mới. Đề bài thì người ta cho các điểm là x1, y1, x2, y2, x3, y3. Bởi vì cái biến x1, y1 thường nó hay bị dùng vào việc khác nên ta thêm nó, thêm ở số 1 nữa. Ta có độ dài của... Rồi bây giờ ta có độ dài các cạnh lần lượt là ABC và độ dài các cạnh. Khi làm việc vào cái, các bạn phải làm việc với thêm luôn.
Bên kia các bạn code luôn nhé. Em cố gắng sử dụng kỹ năng gõ 10 ngón và cố gắng không cần nhìn bàn phím. À, lúc đầu thì nhìn cũng được, nhưng sau đó thì ta không nhìn. À, sau đó ta nhập dữ liệu đề bài. Theo đề bài thì khi đọc dữ liệu thì trong một với một số bạn bắt đầu làm quen với tệp thì các bạn nhận thấy đề bài người ta cho x1, y1, x2, y2, x3, y3 theo đúng thứ tự ấy. Vậy thì mình c in x11, y11, x22, x2, y2. Khi code các bạn code nhanh tay lên một tí. Một số bạn thấy thấy có kỹ năng code rất tốt. Nên các em bạn cố gắng học với nhau code nhanh. Rồi bây giờ ta tính độ dài các cạnh. Bây giờ thầy gọi A là bằng độ dài của cái đoạn thẳng có tọa độ góc trái, góc đầu tiên là x11, y11, có điểm kết thúc là x2, y2. Đấy. Thầy gọi B là độ dài của x11 với x3, y3. Thầy gọi C là độ dài của x2, y2. Đấy, như vậy thầy cứ tính được độ dài của ba cạnh rồi. Bây giờ khi on nếu ABC là tam giác thì ta sẽ thì ta thực hiện công việc tính diện tích, thì ta thực hiện đưa ra diện tích của tam giác. Diện tích của tam giác thì ta sẽ thực hiện là CL ra diện tích của tam giác có cạnh là ABC. Độ chính xác theo đề bài người ta lấy là độ chính xác sau dấu thập phân là như theo đề bài là có 2 chữ số. Có cái tham số từ set p đấy, các bạn gõ chữ set và chữ p thôi, dấu tab phát là nó hiện ra ngay thằng này, được chưa? Chỗ cả băng nhé. Các bạn cô tôi cô xong bài này cả băng chung, và các bạn nào đã từng cốt bài 26 thì các bạn nhớ quan sát cái cách thầy tổ chức chương trình này nhé. Đây là đưa ra cái diện tích của tam giác ABC với độ chính xác là 2 chữ số thập phân. Ở đây có một lệnh ta bỏ dấu ngoặc đi. Ngược lại thì ta sẽ ra là chữ năn. Lưu ý chữ năn trong đề bài nó là chữ năn in hoa nhé, nó là chữ năn in hoa, nên khi các bạn viết các cái sâu ký tự mặc định này nó gọi là chữ in hoa, chữ in thường là mình dễ bị bay màu lắm. Rồi bây giờ ta ấn nút lưu, rồi ta ấn nút chạy chương trình. Nguyên lệnh if ý nghĩa là gì? Nguyên ơi, buổi mấy buổi hôm nay ta học câu lệnh này rồi mà. Sao ý của em nói là cái chỗ tam giác này đúng không? Đây thì Nguyên hỏi chính xác đấy, nếu ta ABC đây, cảm ơn Nguyên. Cả cái dòng này tức là nếu ABC là tam giác thì thực hiện công việc, thì bây giờ thầy ấn F9 cái này, dòng 11 phía dưới này nó báo lỗi nhé, error tại độ dài will not be created in this copper gì đây, tức là nó thông báo rằng cái hàm độ dài này chưa được khai báo đúng không? Đấy, nên khi các bạn ấn chạy chương trình ấy, nút build and run ấy, thì con trỏ nó nhấp nháy ở dòng nào thì dòng đấy có lỗi. Thông thường một số lỗi phổ biến là lỗi chưa khai báo biến. Ví dụ nhé, ở đây thầy xóa biến A đi. Thầy ấn nút build and run. Đấy, thì nó nhấp nháy dòng đây, nó báo ở dòng 11 biến A will not be class gì đây đấy. Thì vậy thì ở đây chứng tỏ là với cái lỗi như thế này thì chứng tỏ biến A chưa được khai báo, vậy người ta sẽ bổ sung khai báo biến A. Rồi trả lời câu hỏi của Nguyên thì cái câu lệnh này nó hoạt động như thế nào, thì trước tiên ta sẽ quay trở lại cái chỗ nó đang báo lỗi. Ở đây thầy có gọi hàm độ dài để điểm thứ nhất và điểm thứ hai để tính độ dài đoạn thẳng từ điểm x1 y1 cho đến đoạn thẳng đến quên xin lỗi. Khoảng cách giữa điểm x1 y1 và đến và điểm x2 y2. Vậy thì độ dài nó trả về kiểu số thực, vậy tới đây thầy sẽ khai báo một cái hàm gọi là hàm độ dài
Và chỗ này thầy hướng dẫn các bạn cách tổ chức chương trình con dạng hàm, hàm độ dài của ta có x, x à, xa, ia, xb, ib. Khi đó tham số mình sẽ sử dụng khác đi. À, ngày xưa mới học phần này xong thầy bảo không biết cái ông thầy giáo của mình dạy làm gì, có mỗi mấy cái đoạn thẳng tính này sao mà cốt dài thế. Nhưng sau này thầy mới phát hiện ra là tổ chức chương trình con dạng hàm nó cực kỳ thuận lợi. Rõ ràng việc tính độ dài của thầy nó bị lặp lại bởi cái công thức này: căn bậc 2 của thằng này, căn bậc 2 của thằng này, căn bậc 2 của thằng này. Do đó nếu mà thầy có một cái công thức chung là căn bậc 2 của xa trừ xb cộng tất cả bình phương cộng ia trừ ib, thì khi đó ở chương trình con thầy chỉ việc truyền các cái bộ tham số khác nhau này vào thì thầy sẽ tính được độ dài đoạn thẳng tương ứng đó. Đó là lý do tại sao thầy tổ chức nó lại thành hàm. Thầy plot int xa ia xb ib tương ứng với độ dài đoạn thẳng. Hàm này thực hiện công việc là tính độ dài đoạn thẳng nối giữa hai cái điểm là xa ia, tính khoảng cách giữa xa ia và xb ib. Tính khoảng cách giữa xa và ia và xb ib. Vậy thì khoảng cách thì giữa hai điểm thì ta đã được học ở trong ba buổi trước, đó là khi cho hai điểm kết hai tọa độ thì độ khoảng cách giữa hai điểm đó sẽ bằng căn bậc 2. Vậy thì thầy sẽ khai báo một cái biến tạo sẽ bằng căn bậc 2 của lấy hoành độ trừ hoành độ, ta có xb trừ xa tất cả bình phương. Một số bạn thích sử dụng cái hàm bao nhưng mà nói chung thầy không thích cái hàm đấy. Thầy hay nhân thủ công cộng với ib trừ ia tất cả bình phương. Rồi. Khi đó cái biến tạm này nó sẽ lưu độ dài khoảng cách giữa hai điểm xa và điểm xa ia và xb ib, khoảng cách giữa hai điểm này, nên tới đây ta sẽ return là cái biến tạm. Giải thích ý nghĩa lại, chữ float là kiểu dữ liệu mà cái hàm này sẽ tính toán và trả về. Độ dài là tên do người lập trình đặt. Ở bên trong này là các tham số sẽ truyền vào trong chương trình. Tham số thì nó là một cái giá trị được truyền vào, nó giống như ngôi nhà ấy, nó là cái cửa đầu vào. Cứ với mỗi bộ số truyền vào khác nhau thì nó sẽ tính được các giá trị khác nhau. Như vậy nó là một cái công cụ đa năng. Ví dụ ở đây thầy truyền x1, y1, x2, y2. Thì khi đó xa nó sẽ bằng x11, ia bằng y11, xb sẽ là bằng x2, ib sẽ bằng y2. Hay nói cách khác, nó tính được độ dài đoạn thẳng AB. Tương tự nó tính được độ dài đoạn thẳng AC, tính được độ dài đoạn thẳng BC. Rút gọn lại, như vậy hàm này nó sử dụng để tính toán. Đấy. Như vậy khi cần tính toán, cái việc mà lặp đi lặp lại công thức ta nên tổ chức dưới dạng hàm. Rồi, bây giờ thầy lại ấn Builder and Run để chạy tiếp. Con trỏ nó nhấp nháy ở đây, nó có câu lệnh if. Khi nãy Nguyên cũng có hỏi, câu lệnh này có ý nghĩa là gì? Nó báo lỗi ở dòng số 20, chữ tam giác chưa được khai báo. À, bây giờ thầy cần một cái hàm để kiểm tra xem ABC có cần làm. Vậy thì thầy sẽ cần một cái hàm trả về kiểu logic, trả về giá trị true/false. Là hàm tam giác để kiểm tra xem số U, số V và số Z có là ba cạnh của tam giác hay không. Của một tam giác. Và tới đây các bạn nhận thấy rằng với cái tam số này, với tên biến này, thầy sẽ đặt khác nhau. Ở đây thầy không khai báo INTA, INTB, INTC nhé, mà thầy sử dụng ba cái biến nhớ tên khác đi, bởi vì nó là tham số hình thức mà. Còn cái tham số mà có giá trị thực sự trong lập trình nó được gọi là tham trị. Tham trị tức là nó chuyển giá trị, còn tham số hình thức nó chỉ là cái cửa đầu vào. Dùng lâu các bạn sẽ quen chỗ này.
Vậy thì ta sẽ là nếu để U, V và Z là bộ ba cạnh của một tam giác thì tổng hai số phải lớn hơn số còn lại. Vậy thì ta có U cộng V lớn hơn Z và U cộng Z lớn hơn V và V cộng Z lớn hơn U. Đấy. Đấy nhá, ta thấy rõ ràng tổng hai thì return giá trị true, ngược lại return giá trị false. Đấy. Hàm này thực hiện là khi mà thầy gọi tam giác ABC thì A nó chuyển vào cửa thứ nhất, B chuyển vào cửa thứ hai, C chuyển vào cửa thứ ba. Như vậy nó quay ra kiểm tra ABC có là ba cạnh của tam giác. Đấy. Nếu nó thỏa mãn là ba cạnh tam giác, ta kết quả true, ngược lại kết quả false. Ở đây giới thiệu các bạn cái hàm bool, cái kiểu dữ liệu bool là kiểu trả về giá trị true false nhé. Nó trả về kiểu dữ liệu logic, nó trả về giá trị true false. Rồi bây giờ thầy lại tiếp tục chạy chương trình. Nó báo C outfit, nó bảo lỗi ở dòng này. Cái hàm diện tích chưa có. À ok. Hàm diện tích chưa có, vậy thì ta sẽ tổ chức một hàm diện tích. Khi tính diện tích của một tam giác thì thông thường nó sẽ trả về kiểu số thực, do đó thầy khai báo nó là float diện tích của các số U, V và Z. Để tính diện tích của một tam giác thì theo công thức Hê-rông, tính diện tích tam giác theo công thức Hê-rông thầy vừa phải dừng lại, phải quản lý tổ đội. Nguyên chờ thầy một tí, xong bài này ta mới xử lý nhé. Các bạn, tất cả các bạn khác đều phải cốt bài này theo phương pháp này nhé. Tính diện tích của một tam giác thì ta thấy rằng ta có theo công thức Hê-rông, ta có P là nửa chu vi, P sẽ là bằng là A và bằng tổng ba cạnh chia cho hai. Ở đây ta nhận thấy U, V và Z là các số tương nguyên, nên khi ta tính biểu thức P này thì P chắc chắn bị sai. Lưu ý, tử số là số nguyên, mẫu số là số nguyên thì đây là phép toán chia phần nguyên. Ta cần ép tử số sang kiểu số thực bằng cách nhân nó với 1.0. Nên tại sao một số bạn bảo em code đúng mà lại chạy nó lại ra sai kết quả theo công thức như không? Nhớ nhé, khi tương tác với số nguyên với phép toán chia, lưu ý là nó là phép toán chia lấy phần nguyên. Muốn nó là phép toán chia lấy phần thực thì ta phải ép tử số thành số thực hoặc mẫu số thành số thực. Rồi ta có khai báo một cái biến S là diện tích của tam giác bằng căn bậc 2 của P nhân với P trừ A, P trừ U nhân với mở ngoặc P trừ V đợi, nhân với P trừ Z. Đấy. Rồi. Như vậy thì ta thu được S là diện tích của tam giác. Vậy cuối chương trình con dạng hàm ta return bởi biến S, bởi vì tại thời điểm này diện tích của tam giác đang lưu ở trong người này nhé. Rồi ta bước chạy chương trình. Rồi nó chạy như vậy tới thời điểm này là ok. Bây như vậy thì bây giờ thầy sẽ thêm một cái file input vào file chọn new. Bây giờ thầy gọi là bài 56.inp như save luôn. Ok. Ta chạy lại test đề bài. Rồi, sao ta nút build rồi em ra. Đấy, sau đó ta nhấn chuột phải vào project, chọn add file. Chọn file out, ấn nút open. Ấn nút ok. Mở Azure ra, ta thấy file out ở đây. Em nhấn đúp chuột vào nó để mở ra. Đấy, để xem kết quả. Nếu ở đây thấy dần nó ra kết quả ước sẵn 1,73 nhỉ? Của thầy ra 2 mà. Hình như công thức của thầy nhà tính sai hay sao ấy. Chung cười cái gì, chắc đây là do thầy ăn ở không tốt thôi. Ừ. Để tí nữa thầy kiểm tra lại. Rồi một số bạn ở cái chức năng fail này
nếu mà không mở nháy đúp vào nó không mở ra ấy, em nháy chuột phải chọn open with, chọn internal editor đây đấy, thì nó sẽ mở ra được file đây, nó báo 1,73 mà kết quả bài toán nó lại ra 2. À thầy cô sai lòi mắt rồi, vậy thầy kiểm tra ra xem vậy nó sai ở chỗ nào. Rồi ta quay trở lại P nhân P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C. Rồi P bằng U cộng V cộng Z chia 2. Rồi diện tích là X1, Y1, Y2, Y2, X1, Y1, X3, Y3 và X2, Y3, X3, Y3. Rồi tại sao có thể sai được nhỉ? Thầy thấy thầy buồn quá. Vậy thầy thử lấy một cái tam giác khác này. Thầy lấy trên trục tọa độ nhé. Một điểm có tọa độ là 0, 0 này là gốc tọa độ này. Một điểm có tọa độ là 1, 0 này là cái điểm ở phía bên phải trục tọa độ ở ngay điểm số 1. Một điểm có tọa độ là 0, 1 này. Như vậy tam giác này sẽ bằng 0,5. Thầy buồn thế nhỉ? Để thầy kiểm tra lại công thức của thầy sao nó lại sai lòi mắt này. Độ dài có khả năng là XA, IA, XB, IB sẽ bằng căn bậc 2 của XA trừ XB nhân với IB trừ IA nhân IB cộng IB trừ IA nhân với IB trừ IA lấy căn bậc 2 sau đó return là thằng tạp. Ừ, sao nó có thể sai được nhỉ? Có ai cứu thầy? X1, Y1, X2, Y3. Anh Minh, mấy đứa này tốt ghê. Đấy, bây giờ người ta bảo là trong những lúc gian nan khốn khó này thì mới biết đâu là bạn. Một trong những cái cách fit khi đi thi của các bạn đó là chương trình mà bị lỗi các bạn CL ra các cái biến kết quả. Đấy. Để mình xem nó sai ở bước nào. Bây giờ muốn tính được diện tích tam giác này thì kiểu gì thầy cũng phải tính ra được các cái độ dài đoạn thẳng. Bây giờ thầy tìm xem độ dài đã tính chính xác kia đã. Rồi nó 1, 1, 1,14. À ok rồi. Rồi cảm ơn Nguyên đã có lời chia sẻ sâu sắc. Đó. Một 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 và 1,44 đúng rồi, căn bậc 2 nghe là bằng căn bậc 2 của hai bình đúng rồi. Vậy CL ra diện tích. Có diện tích là sao? Diện tích tam giác. Chứ bằng 0,5 nhé, sao ra 0,43 được gì? Diện tích tam giác ABC. 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 Ở đây nó có sai số đâu mà để làm tròn thế này. Trời ơi, các bạn biết kia cứ cốt mạnh dạn đấy nhé. 0,433. À, 0,433 này. Tam giác này bằng 1 phần 2 cạnh góc vuông nhân với nhau. Chứng tỏ công thức Hê-rông bị sai. U, V và Z. U cộng V cộng Z. Chia 2. S thì bằng căn bậc 2 của V nhân P trừ U. Nhân P trừ V. Nhân P trừ Z. Cho đấy. Căn bậc 2. Đúng rồi. Cho return. À, thầy biết tại sao đây rồi. À, độ dài của thầy truyền vào là tính diện tích là ABC. Trong đó cái tham số truyền vào là diện tích là độ dài. Mà độ dài khi nãy ta tính nó là kiểu plot. Mà đây thầy có A bằng độ dài, B bằng độ dài, C bằng độ dài nên ABC của thầy nó sẽ phải là kiểu số thực. Nên vì ABC là số thực truyền vào nên tham số truyền vào nó sẽ phải là plot chỗ này. Đấy, bà con lưu ý.
sai một ly đi luôn mấy phút. Chẳng qua thầy vừa thử các em thôi. Ừ. Đúng không? Rồi, cảm ơn Huy đã động viên thầy. Ừ, đây chẳng qua thầy thử xem các em có phát hiện ra không thôi. Như vậy thì đây cũng là một cái lưu ý rất bổ ích cho các em. Đó là khi đấy nó ra 0,5 đây rồi. Đấy. Đấy. Điều đâu thầy nói thật mà. Đấy. Rồi. Rồi bây giờ thầy sẽ tổ chức ra, thầy sẽ chụp lại màn hình ở cái phần tổ chức chương trình này để các bạn có một cái nhìn tổng quan về cách tổ chức chương trình con dạng hàm. Dù rằng các bạn nhận thấy rằng so với cái chương trình gốc của mình nó dài hơn khoảng 500 dòng. Không, để thầy gọi cái nào, thầy gom hai cái lớp này lại thành một lớp. Rồi, cảm ơn Thiên, thầy làm bể lái. Rồi, bây giờ các bạn hãy chia sẻ bài làm của mình, bài 26 nhé. Trong bài 26, thầy đã tổ chức chương trình con của bài chương trình chính của thầy thành các phần. Phần thứ nhất tổ chức thành một hàm tính độ dài, tính khoảng cách giữa hai điểm x1, y1 và tổ chức một hàm tính độ dài để tính độ dài giữa hai điểm. Tổ chức một cái hàm tam giác để kiểm tra xem bộ ba số x, y, z có phải là ba cạnh của một tam giác hay không. Tổ chức một hàm để tính diện tích của tam giác. Như vậy thì trong chương trình chính mình nhìn thấy chẳng có cái gì cả. Nó rất tổng quát đúng không? Ta gọi A là độ dài cạnh thứ nhất, B là độ dài cạnh thứ hai, C là độ dài của cạnh thứ ba. Nếu nó là tam giác, nếu nó là tam giác thì đưa diện tích của nó ra, ngược lại đưa ra kết quả. Đấy. Và với cái tư duy như thế thì các bạn có thói quen chương trình chính sau này tất cả các bài phía sau các bạn nên cài đặt theo hướng này. Nó mô tả thuật toán rất rõ và cái người đọc chương trình các em người ta rất dễ hiểu nhé. Thầy phải dẹp loạn đấy. Lâu lâu cứ dạy các bạn cái là phải lùa bọn trẻ con. Rồi bây giờ các bạn lần lượt chia sẻ bài làm bài 26 của mình nhé. À từ từ để thầy đi để kiểm tra xem bài 26 của mọi người làm như thế nào. Các bạn cốt lại, tất cả các em đều cốt lại bài 26 nhé. À, đây là bài của anh Minh. À, anh Minh lưu ý các bài về cốt là tương đối đẹp rồi đấy, nhưng mà lưu ý chỉ cần thêm là giữa toán tử và toán hạng chỗ này cách ra nhé. Và ở bài 26 hãy cố gắng cốt chương trình theo hướng dẫn thầy đã gửi ở trong nhóm Zalo. Trên máy tính các em sử dụng Zalo PC hoặc Zalo web để cho tiện thể. Bài 26 Lâm chưa nộp, Lâm làm tiếp bài 26 nhé. Rồi bài Quang 26 chưa nộp. Đúng rồi, hôm nay có thấy Quang không nhỉ? Thấy nãy giờ thấy em chưa thấy. Thầy có mấy đứa bắt con ngày nào cũng phải quản. À, xem bài của Thiên. Ừ, Thiên có chương trình rất đẹp đấy. Thiên có lại bài 26 và nộp lại lên server nhé. Tất cả các bạn làm lại bài 26 theo cách trên nhé. Em mấy bạn lớp nâng cao Tuấn Anh tăng tốc lên nhá, nợ có 20-30 bài thôi, cố gắng lên em. Bài 26 của Nguyên
Nguyên thi cốt giữa toán tức là sau dấu phẩy các ký tự nó cách ra nguyên nhé, nó đẹp. Sau dấu phẩy, dấu phẩy liền với ký tự đứng trước, cách ký tự đứng sau một dấu cách. Chỗ này mình. Trong bài 26 thầy vừa trình bày, bạn nào đã hiểu cách đã hiểu cách làm bài 26 theo cách trên, hiểu được các hàm thì các bạn comment cho thầy số 1 nhé. Bạn nào chưa hiểu comment cho thầy số 0 để thầy giải thích. Rất đẹp. Chung cô rất đẹp đấy. So với chung của ngày xưa sao nó khác thế? Cốt đẹp như này chung xứng đáng có 10 người yêu. Huy hỏi có sai không ạ? À, Băng vẫn hơi hoài nghi à? Huy hỏi có em sai không các thầy? Câu này nghe em có sai không à? Em sai không các thầy? Không biết ý của Huy là thế nào. Thầy nói vui thế thôi, chung cứ bình tĩnh. Đây, bài của Băng đấy, Băng còn cốt đẹp gấp 10 lần chung đấy đâu, thực tế cốt có 2 lần thôi. Cái này là công bằng mà, Băng hay các bạn ấy học hàng trăm năm rồi phải cốt đẹp khác nhé. Châu Huy lưu ý nhé, khi đặt tên biến thì tuyệt đối không được đặt hai biến là chữ thường chữ hoa như thế này nhé, bởi vì sau này code chương trình của mình lên tới vài trăm dòng, việc đặt tên biến này nó phản ánh chưa đúng ý nghĩa của biến và khi đó sẽ rất khó khăn cho việc kiểm soát giá trị các biến nhé, hạn chế việc cái đặt tên biến kiểu như thế này. Châu Huy nhé, lưu ý ta không đặt tên biến kiểu như thế này, hay nói cách khác. Tại thời giai đoạn đang lập trình thi đấu, các em hãy cố gắng không sử dụng tên biến chữ in hoa. Bởi vì gõ chữ in hoa các em phải gõ hai phím, trong khi thằng hàng xóm nó ngồi bên cạnh nó gõ có mỗi một phím, thời gian nó nhanh gấp đôi mình. Tức là một bài mình làm hết 15 phút, thằng kia làm hết có 7 phút rưỡi. Đấy. Nên mình tiết kiệm thời gian để dành thời gian làm bài khó. Lâm hỏi bài sai được, chờ tí để xem hết một lượt. Lâm đâu nhỉ? Lâm đâu, bài 26 đâu? Thôi Lâm chia sẻ màn hình đi. Thầy cứ tưởng là gửi. Tất cả các bạn là cốt lại bài 26 nhé. Theo cách tổ chức chương trình con thầy vừa hướng dẫn. Chỗ đó thế là biến S. Chứ không được gắn tên hàm bởi một biểu thức nhé. Chỗ đó em thay chữ diện tích bằng chữ S ấy, em khai báo float S bằng nhé. Lưu ý tên hàm không gắn trực tiếp bởi một cái biểu thức hoặc là nó tham gia vào tính toán một biểu thức khác. Thông thường người ta sẽ khai báo nó bởi một biến trung gian và biến trung gian này sẽ tính toán tất cả cái. Sau đó chỗ đó em ấn Enter tụt xuống dòng em gọi chữ return S nữa là xong. Tuấn Anh cười gì mà hở hết cả răng thế này. Cứ làm đi Tuấn Anh, làm chấm phút điểm đi là được. Rồi. Thầy thấy cảm thấy ok rồi đấy. Với lại thầy góp ý một tí. Ở chỗ này Lâm đang không làm việc với project. Đây là một cái điều rất kiêng kỵ khi làm việc với khi đi thi nhé. Rồi em Katrina, em chọn toàn bộ bài lại nào. Em Ctrl C sau đó em close project này lại, close cái file này lại. Lưu ý khi bởi vì chạy file độc lập này sẽ có nhiều lúc nó sẽ phát sinh, nhiều lúc nó sẽ không phát hiện được một số các cái lỗi mà mình không kiểm soát trong project. Rồi em vào create a new project đi. Đấy, chọn console administration.
Rồi chọn Go, rồi gõ tên bài 26. Rồi next luôn. Đấy nó sẽ tạo ra các khoan nhá. Rồi cứ chọn nhất đi, chọn đề luôn đi. Next tiếp. Chọn nhất đi. Đấy, em mở cái sổ ra. Rồi em control này em paste code của mình vào đây. Rồi ok. Nhớ tí nữa thêm file input output vào nhé. Lưu ý là phải tạo ra khi chạy chương trình thầy cũng dặn luôn các bạn khác. Khi chạy chương trình các em nên tạo luôn cái file input và file output để đảm bảo rằng khi các bạn đi thi file input output các em chỉ việc nhầm một lần. Đến lúc các bạn sửa thì sửa code thôi. Một số các bạn có cái thói quen đó là cứ sọc sọc cái thằng if và đó. Mỗi lần các bạn sửa thuật toán các em lại chạy lại lại mất thời gian nhập lại. Cái thời gian các em nhập lại mất khoảng tầm 5 giây cho một lần chạy thôi. Thì với mỗi bài các em đã để lúc từ lúc làm xong cho đến lúc ấy các em đã mất rất nhiều thời gian để nhập. Nhất là những cái bài tập mảng một chiều, mảng hai chiều kiểu sâu ký tự. Mình nhập đi nhập lại. Rồi Nguyên có hỏi xem lại bài số 9. Ok. Bài số 9 của Nguyên bị bay màu lý do như thế này. Cái thằng 1 là số nguyên, mẫu số của nó cũng là số nguyên nên phép toán 1 chia biểu thức này là phép toán chia lấy phần nguyên, kết quả luôn đưa ra không. Muốn đưa ra kết quả đúng thì em phải thay thằng này là 1.0. Đấy. Cái thứ hai nữa là phân số nó sẽ trả về là kiểu dữ liệu là số thực. Do đó thằng S của em phải ghi là float biến S. Và hơn nữa khi viết ra ở đây là viết có quy cách. Viết có quy cách là sử dụng lượng fix và set precision. Lưu ý khi code ở nguyên đây lưu ý rất nhiều bài em giữa code giữa toán tử và toán hạ em không gõ dấu cách và làm cho chương trình của mình nó hơi bị liền tù tì. Ở các bài sau em phải gõ code nó cách ra cho đẹp nhé. Ai chả thích cái đẹp đúng không? Đẹp. Tuấn Anh có hỏi hàm pao là gì? Hàm pao dùng để tính bình phương của hàm tính A mũ B. Hàm pao của nó cấu trúc của nó là pao mở ngoặc A phải B là để tính A mũ B nhé. Ví dụ như là pao của 8 và 2 thì nó sẽ là bằng 8 mũ 2 là bằng 64. Viết tắt của chữ pao. Thầy ít khi sử dụng cái hàm đấy bởi vì nói chung là cái hàm đấy thầy không sử dụng. Thầy không thích dùng đó. Rồi, tới thời điểm này tất cả các em đã biết cách sử dụng hàm, sử dụng chương trình con dạng hàm chưa? Rồi, Lâm có hỏi gì đây? Các bạn nào hỏi đáp thì ta hỏi ngay nhé. Sao lại có chữ tam? Ở bên trên mình tổ chức cái hàm là hàm tam giác. Vậy chỗ này em phải ghi chữ tam giác chứ sao có mỗi chữ tam, chữ giác của thầy đâu? Gõ lại đi Lâm nhé. Tức là ở trong chương trình chính đây, ở chương trình chính mình gọi các chương trình con thông qua tên của chương trình con mở ngoặc các tham số truyền vào theo thứ tự mà mình mong muốn. Muốn tính độ dài đoạn thẳng AB thầy truyền tọa độ thẳng A và thẳng B. Tính độ dài đoạn thẳng AC thầy truyền thẳng A và thẳng C. Muốn tính độ dài đoạn thẳng BC thầy truyền tọa độ của điểm B và tọa độ điểm C. Muốn kiểm tra ABC có là ba cạnh của tam giác hay không thầy truyền ABC vào cái hàm kiểm tra tính tam giác. Đấy. Muốn tính diện tích của tam giác ABC thì truyền độ dài các cạnh của ABC vào. Hãy lưu ý rằng khi nãy thầy code thầy bị sai một cái điều rất quan trọng. Khi tính diện tích ABC được truyền vào là kiểu dữ liệu gì thì khi đó các cái tham số tương ứng mình sẽ chọn kiểu dữ liệu là như thế. Ví dụ nếu nó là kiểu nguyên thì thầy sẽ chèn kiểu nguyên, nếu nó là kiểu thực thì sẽ chèn kiểu thực. Rồi, ta chờ một phút để các bạn nộp hết bài 26 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hiện tại mới có 6 bạn nộp trên 10 bạn. Các bạn làm nhanh bài 26 nhé. Bạn nào gặp khó khăn comment để thầy giúp đỡ rồi luôn.
Nào. Bây giờ còn một số bạn chưa nộp bài. Các bạn nào đã nộp xong bài 26 các bạn comment cho thầy số 1 nhé. Bởi vì cái bảng ranh này về nó trượt sang tít mãi bên này rồi. Các bạn nào chưa hoàn thành xong chưa hoàn thành xong các bạn comment rồi số 2. Còn băng comment số 3 cho một đợt. Rồi Lâm chia sẻ màn hình nào. Cái đoạn bên trên của em có cái gì đấy? Bắt đầu từ dòng 37 trở lên đấy. Sao em paste hai lần à? Đấy ạ. Thầy buồn Lâm quá. Rồi, bạn nào chưa cốt được bài nào các bạn comment chưa cốt được bài 26 comment cho thầy số 2 nào. Chú Gia Bảo cốt được bài 26 theo kiểu này chưa? À, không biết Gia Bảo tài khoản của Gia Bảo còn vào được không nhỉ? Để quên mất đấy. Đã bảo là tài khoản của em còn vào được không? À, Trần Gia Bảo vẫn vào được, à, vẫn có, ok. Các bạn nào hoàn thiện nhanh nhé bài này nhé, sau đó thầy cho mình sẽ chuyển sang bài khác. Bạn nào gặp khó khăn ở bài số 26 cài đặt theo cách tổ chức thành chương trình con hoặc chưa hiểu cách sử dụng chương trình con, các em comment cho thầy số 2 để ta trợ giúp luôn. Bài 26 nó là một cái nền tảng để bước sang một từ giờ trở đi ta sẽ bước sang một cái phong cách cài đặt khác so với cái cách trước đây. Cách trước đây ta đang đi theo cái lối mòn theo chuẩn nông thôn mới, thì bây giờ thầy trò mình cần phải làm theo một cái phong cách chuyên nghiệp hơn. Bài 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mới có 7 bạn. Còn 4 bạn nữa là bạn, bạn à, quên ở đây ta có chỗ Minh chỗ anh Minh bài này được rồi chứ, bài 26 chưa nhỉ? Chỗ anh Minh bài 26 chắc ok rồi chứ? Ở bài 26 nếu các bạn nào mà gặp vấn đề thì các em comment lại thầy luôn nhé. Sau đó ta sẽ tua sang bài kế tiếp. Bắt đầu từ bài này bắt đầu từ các cái bài này trở đi với những cái bài toán nào phức tạp thì thầy trò mình sẽ tổ chức nó sang cái chương trình con và sẽ giải quyết các bài toán đó trên chương trình con cho nó chuyên nghiệp. Rồi, ta sang bài kế tiếp là bài số chẵn, bài 27. Bài này thì quá nhạt. Cho bốn số A, B, C, D, hãy tìm số chẵn lớn nhất. Hãy tìm số chẵn lớn nhất. Như vậy cái bài này nó thuộc lớp là tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.
đấy, tìm giá trị lớn nhất. Vì và cái điều kiện của mình đây nó phải là số chẵn nữa đấy. Lâm có hỏi bài 5 em được có 5 điểm. Bài 5. Bài 5 có 5 điểm. Được rồi, thầy sẽ giải đáp sau nhé, để giải quyết cho hết cái tập bài này trước đã. Ở cái bài kế tiếp này là à, bài 5 ý của Lâm nói là bài bài 26 hay là bài bao nhiêu nhỉ? Bây giờ ta nói bài là theo cái thứ tự bài nộp nhé, chứ à, bài 26 à? Bài 26 các bạn nộp đây thì thấy có điểm phút hết rồi chứ nhỉ? Rồi ta sẽ tiếp tục bài 26. À bài 26 đúng là 5 điểm thật. Bài của Lâm nhỉ? Để tranh thủ đây, Lâm đang hỏi bài 26 đi. Ta sẽ sửa được cho Lâm luôn trước khi ta chuyển sang bài kế tiếp nhé. Đây Lâm ơi, chỗ này em sửa lại nhé. Chỗ này để kiểm tra ABC có là ba cạnh tam giác hay không, em sửa cho thầy nó là chữ float. Bởi vì khi đó độ dài các cạnh cần nó truyền vào. Khi nãy mình tính ABC là kiểu float mà. Nên chỗ này em sửa lại float như trên là được em nhé. Chỗ này sửa lại như thế này là được. Bởi vì độ dài của các cạnh là kiểu số thực. Rồi ta sang tiếp ở bài số 27. Bài số 27 là một bài rất nhạt. Tìm số chẵn lớn nhất. Nếu có thì đưa ra kết quả tìm được, nếu không đưa ra năn. Ở bài này nó rèn cho các bạn một cái kỹ năng khá thú vị. Ở đây ta sẽ OK Lâm à Băng chờ thầy một tí. Vậy ta sẽ có cái ý tưởng thuật toán như sau. Vì bài toán này là bài toán tìm giá trị lớn nhất nên ta sẽ xem theo tư tưởng của giá trị lớn nhất nhé. Sao thì, vì ABCD là các số nguyên dương nên mình có thể hoàn toàn khởi tạo red bởi một cái giá trị vô cùng bé. Giá trị vô cùng bé trước khi trong lập trình thì mình có giá trị là sử dụng thằng trừ 1E9. Đây, bài này tìm giá trị lớn nhất bởi khởi tạo bởi một giá trị vô cùng bé. Bây giờ ta mới thực hiện như thế này. Nếu thằng theo tư tưởng của ta đi tìm giá trị lớn nhất ấy, nếu thằng Z của mình mà nhỏ hơn thằng A và thằng A phải thỏa mãn điều kiện là số chẵn và A chẵn. A chẵn đây có nghĩa là A chia 2 có phần dư bằng 0 thì cập nhật lại Z. Đấy. Chỗ này có một lệnh thì các em hoàn toàn cũng có thể đặt nó trên cùng một dòng, ấn toán tử giữa cách nó ra. Đấy. Sau đó nếu Z nhỏ thua B và B là số chẵn thì gắn Z bằng B. Tương tự như vậy, nếu Z nhỏ thua C và C chẵn thì gắn red bằng C. Sau vòng lặp này thì ta nhận thấy nếu các số ABC đầu vào là các số lẻ thì rõ ràng cái câu lệnh red bằng A, red bằng B, red bằng C không được thực hiện lần nào. Vì nó không thực hiện lần nào nên giá trị của nó không thay đổi so với giá trị ban đầu là bằng âm 10 mũ 9. Trừ 1E9 tức là âm 10 mũ 9 đây nhé. Vậy thì ta sẽ thực hiện công việc là nếu thằng Z mà vẫn bằng âm 1E9 thì thông báo là giá trị năn giống như đề bài yêu cầu.
ngược lại. À, thì đưa ra cái kết quả tìm được đó chính là thằng Z. Đấy. Vậy thì ở cái bài toán là tìm số chẵn lớn nhất, tìm cái số thỏa mãn lớn nhất này, thì ta nhớ là ban đầu ta khởi tạo nó bởi một giá trị vô cùng bé. Ở đây nhé, là giá trị âm 10 mũ 9. Đấy. Thì trừ 1 E9 nó được gọi là âm 10 mũ 9 nhé. Có bạn nào hỏi gì nhỉ? Trung đang hỏi bài nào? Đấy. Trung hỏi bài 26. Đấy, cười ha ha cái cho nó. Rồi, đây, trên đây là cái ý tưởng thuật toán của cái bài 27. Và với cái ý tưởng thuật toán này, các bạn có một cái thói quen mới. Bắt đầu để tìm giá trị lớn nhất, ta khởi tạo nó bởi một giá trị vô cùng bé. Ta mang giá trị này so sánh lần lượt với các cái giá trị trong dãy số. Nếu nó thỏa mãn điều kiện thì ta cập nhật giá trị. Nhớ cái tư tưởng này nhé. Khởi tạo giá trị nó bởi một giá trị vô cùng bé. Mang giá trị này so sánh với lần lượt các giá trị còn lại. Nếu nó thỏa mãn điều kiện đây có thể là một điều kiện hoặc là nhiều điều kiện. Nếu nó thỏa mãn điều kiện thì cập nhật lại giá trị cho nó. Thì cập nhật giá trị cho nó. À. Rồi, vậy thì với cái ý tưởng đấy thì ta sẽ chụp lại màn hình gửi lại tới các bạn. Ok, này cái bài tam giác kia thầy gửi phiếu anh. Chụp ảnh thì đoạn nào nhỉ? Còn đang diện tích. Trong quá trình code, nếu mà các bạn code chưa kịp trong giờ thì các bạn cứ nên kết hợp giữa xem lại cái video ở trên kênh YouTube thầy đã đăng lại. Lưu ý các cái bài tập mà thầy trò mình đang học đây ấy, là ta đang học rèn kỹ thuật lập trình để giải quyết được mọi đề thi. Ta lưu ý là khi ta đi thi là thông thường ta sẽ không gặp lại bất cứ cái bài nào trong nhóm bài này. Lưu ý như thế nhé. Nhưng các kỹ năng dùng của nó đã được lặp lại ở trong các bài tập này. Thực tế từ trước giờ thì khi thầy dạy cũng giống như kể cả khi thầy đi ra đề, không bao giờ thầy ra một cái bài mà thầy đã dạy học sinh một cách chi tiết và để mong rằng học sinh mình đi thi làm đúng được cái bài đấy. Mà thông thường các bài tập nó sẽ đòi hỏi các kỹ năng, ví dụ như bài này kỹ năng tổ chức thành chương trình con, đấy, kỹ năng tính diện tích, kỹ năng tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất. Đó là cái kỹ năng đó sẽ giúp cho các em giải quyết được mọi bài toán trong mọi cuộc thi khác nhau. Rồi, ta kiểm tra xem bài 27. À, rồi, từ từ. À, vừa rồi theo thứ tự có hỏi bài. Nguyên ở trong single thì 10, 10 mũ 9 viết 8 số 0 à thầy? Không, không Nguyên nhé. 10 mũ 9 thì em chỉ cần ghi là 1 E9 nhé. Còn âm 10 mũ 9 là sẽ là trừ 1 E9 Nguyên nhé. Chứ không điền số 0, nhiều khi các bạn gõ thừa một vài số là bay ra ngoài vừa rào toang ngay. À, vừa rồi Băng có hỏi bài Trung bay màu từ 26 xuống 5 điểm. Ok, ta xem ưu tiên Trung trước, điểm đang còn thấp phải cố gắng. Trung bay màu ở chỗ nào? Đây, Trung bay màu ở chỗ tam giác đây Trung nhé. Chỗ này khi đã thầy vừa giảng cho Minh hay là cho Nguyên nhỉ? Độ dài đầu vào nó phải là kiểu float nhé. Khi nãy thầy cũng bị sai chỗ này. Nhé, độ dài đầu vào kiểm tra ABC có là ba cạnh tam giác ta sử dụng float, nên ở đây khi nãy thầy làm như thế chẳng qua thầy thử các em thôi, ta phải khai báo.
độ dài đầu vào là plot nhé. Vừa thầy thử được chung rồi đúng không? Thế thầy có nói là khi ta tính toán thì ta truyền các tham số vào, mà tham số đó phải lưu ý cùng kiểu dữ liệu truyền vào. Nếu ta truyền ABC nó là số thực thì cửa đầu vào phải là số thực. Nếu ABC là kiểu nguyên thì ta khái truyền nó vào là kiểu nguyên nhé. Nên chỗ đoạn tam giác này các bạn lưu ý chỗ đấy. Rồi chỗ chung đã giải quyết xong. Đến băng bài 34 nhỉ. Nó băng cốt trong cute phô mai que kiểu này băng ơi. Nhìn thấy cảm giác giống như là bánh gato bị cắt ấy. Để xem lại đây. Chúng em có thể cười lúc này được nhé. Mọi người chúng ta cũng đều có thể cười chỗ này ha ha. Đấy, ví dụ như về mình giả sử mình là một khán giả bà mẹ chồng khó tính chẳng hạn. Mình nhìn code như thế này là bài này là bài cho một điểm M phải không nhỉ? Bài này là bài gì đấy băng nhỉ? Cho x1, y1, x2, y2, x3, y3 và một điểm M. À, bài này là cho kiểm tra một điểm có nằm trong tam giác hay không. Thì khi đó một điểm nằm trong tam giác. Đây, tức là bạn là áp dụng định thức cấp 2, à định thức cấp 1 để xét. Làm theo kiểu định thức này thì thầy cũng chưa thử lần nào. Nhưng khả năng là bay màu bạn ạ. À, theo sau này thì ta sẽ có một cái khái niệm là bao lồi. Nó khá hay. À, nhưng mà nói chung là như thế này. Mình sẽ vẽ ra một tam giác. Một điểm M khi là nằm trong tam giác. Khi điểm M đó chia tam giác đó thành 3 phần. Nếu thầy gọi S1 là tam giác AMB, S2 là AMC, S3 là BMC. Thì khi đó S1 cộng S2 cộng S3 mà bằng diện tích S của tam giác đó thì điểm M là nằm trong tam giác. Do tính toán là số thực nên nó có bị sai số nên biểu thức mình sẽ sửa là S1 cộng S2 cộng S3 nhỏ hơn hoặc bằng S thì điểm M nằm trong tam giác, ngược lại thông báo out. Bạn nhé. Còn làm theo kiểu định thức cấp 2 này thì thầy chưa thử. Chắc là sẽ có một cái cách để thầy thử tìm hiểu xem. Ta xem bài 27. Thầy vừa tranh thủ vừa ăn bài 27 tại thời điểm này đã có 4 bạn nộp. Rồi xin mời các bạn hoàn thiện nhanh bài 27 nhé. Ta còn 5 phút để các bạn code nhanh bài 27. Vì vừa comment gì xong lại rút lui rồi. Thế đủ, các bạn đang code bài 27 thì đang chờ khoảng 1-2 phút, phải 2 phút nữa lên. Bạn code nhanh bài này nhé, bài này có mỗi khoảng 5-6 dòng này, theo tốc độ gõ khoảng tầm 30 từ trên 1 phút thì các bạn gõ từng này xong khoảng tầm 2 phút là xong. Nhớ nhanh tay.
kênh YouTube của thầy. Các bạn lên kênh YouTube có chữ Đặng Tuấn Thành nhìn thấy. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp thầy nhé. Bạn nào có bao nhiêu tài khoản nhớ đăng ký giúp thầy bấy nhiêu. Các cái video bài giảng nó nằm trong playlist về thầy nhớ ra rồi. Trong playlist này thì nó có các cái chủ đề. Cái chủ đề của thầy cho mình hiện tại là thầy đang up nó vào trong cái học sinh giỏi trung học cơ sở. Bởi vì cái nội dung ta học là học lập trình cơ bản bởi C cộng cộng. Nên thầy đặt nó trong học sinh giỏi trung học cơ sở. Và các bạn vào đây thì các em sẽ nhìn thấy toàn bộ video của các cái buổi học. Chương trình đã thấy quảng cáo Lazada. Đấy, có rất nhiều các video ở trong này, có cả video chèn bên ngoài vào. Thì sẽ giúp các em, ngoài ra trong các bạn nào học cơ bản đã tốt thì các bạn sang bên trong cái tab OT chuyên tin hoặc là cái tab về lập trình nâng cao. Đấy. Trong tab lập trình nâng cao cũng có rất nhiều các cái bài tập mới, bài tập hay. Thuận lợi khi mà các bạn làm bài tập về mảng chiều đó là các em. Tất nhiên khả năng thầy do các video thầy chưa có thời gian biên tập và cụ thể là cũng không có thời gian biên tập thì đúng không? Ba người thầy xin phép cười em khác. Năm nay năm bao nhiêu rồi nó còn có bốn ngón. Có bốn ngón à? Không biết đấy. Chồng sẽ như thế nào thôi, thầy cấm cười. Nào các bạn nào làm comment làm xong bài số 27 rồi các bạn comment cho thầy số 1 nè để thầy nắm được tình hình nè. Nào. À, có Trung, có Huy, có Băng rồi. Các bạn còn lại sao? Anh Minh đã xong cho em. Điểm danh luôn. Nào các bạn khác thì thế nào rồi? Đó là ở bài số 27 nhé. Bài 27 này thì cái nó rèn cho các bạn một cái kỹ năng mới so với cách tìm giá trị lớn nhất thông thường. Đó là ban đầu ta khởi tạo nó bởi giá trị vô cùng bé. Sau đó ta kiểm tra xem ta so sánh nó, so sánh cái biến Z với lần lượt với các giá trị còn lại. Nếu mà nó thỏa mãn các điều kiện thì cập nhật giá trị của nó. Nếu nó thỏa mãn các điều kiện thì cập nhật. Nếu nó thỏa mãn các điều kiện thì cập nhật. Và đây chính là cái dạng mà ta sẽ gặp nhiều nhất sau này. Đó. Rồi, tiếp ta sang bài số 28. Cho N là số nguyên dương, là số có 3 chữ số. Hãy tìm chữ số lớn nhất trong số nguyên dương N. Bài toán này là một cái bài toán rất hay. Nó đưa về một cái tư tưởng. Bài toán là tách các chữ số của một số ra. Vậy ở phần này các bạn tập trung nhé. Ta tua bài này khoảng tầm 2 phút là các bạn có thể côn xong được bài này. Nhưng nó ăn nhau ở cái phần ý tưởng đấy. Cái bằng danh của thầy nó lại bay màu luôn à.
Ý tưởng của cái bài toán này là trong một số nguyên dương n có 3 chữ số, hãy tìm chữ số lớn nhất trong nó. Ví dụ như thầy lấy thằng là chữ số 8, 7, 9 chẳng hạn, hoặc là 7, 8, 9 chẳng hạn. Thì khi đó các bạn sẽ nghĩ ngay đến việc là ôi, có cái các cái chữ số của số này mình sẽ sắp xếp nó lại, sau đó chữ số cuối cùng nó sẽ là thằng lớn nhất. Đó cũng là một cách. Các bạn bảo là em sẽ tách nó thành các chữ số, sau đó em đi tìm giá trị của chữ số lớn nhất mà em vừa tách được. Đó cũng là một cách. Có bạn là ngây thơ hơn, nhà em sắp xếp nó thành một dãy giảm dần thì cái thằng đứng đầu tiên là sẽ là chữ số lớn nhất. Đó cũng là một cách. Đấy. Vậy với bài 28 thì để tách các chữ số ra thì ta sẽ sử dụng phép toán chia lấy phần dư và phép toán chia lấy phần nguyên. Để rõ hơn thì thầy các bạn chờ thầy một giây để thầy cắm viết tắt nào. Viết tắt nào. Còn thầy nó nghịch quá nên toàn thầy tháo ra. Rồi, bây giờ ta sẽ lấy một cái số, ví như là số 23 nhé. Số 23 thì bây giờ ta chia dư cho 10. Được bao nhiêu? Các bạn bật cửa sổ chat cho thầy. Bằng mấy? Phép toán phần trăm là phép toán chia lấy phần dư nhé. 23 chia dư cho 10 bằng mấy? Rồi, Trung nhanh chóng trả lời cho số 3 rất tốt. Nó trả về số 3. Như vậy muốn tách chữ số ở hàng đơn vị thì ta sẽ sử dụng là lấy số đó chia dư cho 10. Nếu số này có định dạng là ABC thì rõ ràng số C của thầy sẽ là bằng N chia dư cho 10. Đấy. Kế tiếp thầy có số 213. Nếu thầy chia cho 10, kết quả bằng bao nhiêu? Các bạn bật cửa sổ chat đã nhé, ta tập trung nhé. Rồi, lần này bác đã nhanh hơn. Nó ra được 21. Như vậy 21 đây đó chính là số AB, tức là cái số mà ta đã cắt đi được giá trị của số C. Đúng không? Số 21 này nó sẽ bằng 21. 21 tức là cái số có ra định dạng AB mà đã cắt đi được số C. Hay nói cách khác, sau khi cắt đi được giá trị C, đây chính là cái phần còn lại. Vậy thì thầy ghi n sẽ là bằng là n chia cho 10. Khi đó n trong vòng lặp mới có giá trị bằng 21. Bây giờ như vậy thì bây giờ cái của thầy bây giờ nó chỉ còn là số 21 thôi. Bây giờ có thầy có số 21, thầy muốn tách cho số 1. Thì theo các em thầy sử dụng phép toán phần trăm 10 hay là chia cho 10? Các bạn bật cửa sổ chat nhé, chat nhanh. Chỗ Minh Lâm và các bạn ta bật cửa sổ chat ta làm luôn nhé. Nguyên đó. Gia Bảo đâu rồi? Gia Bảo hôm nay chưa thấy ý ấy thì. Rồi, Lâm rất nhanh tay. Trung Quân đã về thứ ba rồi em ạ. Đúng rồi, ta sẽ sử dụng phép toán chia lấy phần dư. Đấy. Gia Bảo hôm nay hướng nội thấy có gì đó bong ngầu. Ta sử dụng phép toán chia lấy phần dư để cắt chữ số ở hàng đơn vị. Vậy thì chứng tỏ chữ số ở hàng đơn vị bây giờ nó chính là thằng B. Vậy B có sẽ giá trị là bằng n chia dư cho 10. Đấy. Bây giờ phần còn lại của nó là số 2. Cảm ơn bằng bằng. Số 2 nó là số thằng A ở hàng chục. Vậy thì để thu được số 2 thì thầy theo các bạn thầy lấy 21 chia cho 10. Để thu được số 2 thì thầy nên sử dụng phép toán chia dư hay chia nguyên? Và chia nguyên.
Vậy thì giá trị A của thầy sẽ bằng N chia nguyên cho 10. Đấy. Đây chính là các cái lệnh ta sẽ làm. Rồi, cảm ơn anh Minh và Nguyên và Băng và các em. À, dù rằng có một số người hướng nội nhưng các bạn như lưu ý nhớ tương tác trên cửa sổ chat nhé. Đúng rồi, sao Nguyên im thế? Chưa thấy Nguyên phản hồi tí nào, có khả năng Nguyên sắp lấy vợ. Rồi ta sẽ tiếp tục ở cửa sổ chat. À quên, phải tắt cái thằng này đi. À, em có trả lời đâu. Cảm ơn anh Minh. Làm Nguyên giật mình. Rồi với cái ý tưởng như thế thì ta sẽ thực hiện như sau. Ta có bước 1. Ta thực hiện nhập giá trị của n. Bước 2, ta thực hiện tính tính giá trị. Vậy ở bước 2 tính như thế nào? Thì nhìn vào cái với hình bên phải vẽ ta có. Đầu tiên ta tách chữ số ở hàng đơn vị bởi phép toán n chia dư cho 10. Sau đó ta thực hiện gắn giá trị n thì bằng n chia 10, tức là ta ném bỏ thằng gạch bỏ thằng C đi, giữ lại phần nguyên. Lưu ý ở đây ta sử dụng tên biến là các chữ thường, hạn chế sử dụng chữ hoa. Bởi lẽ gõ chữ thường sẽ nhanh hơn. Đó là với thầy nhé, không biết với các bạn nó sẽ nhanh chậm hơn không? À, có nhanh bằng cái gõ chữ thường ở kia không? Khi đó ta loại bỏ cái thằng chữ B đi. À khi đó B của thầy sẽ bằng B chia dư cho 10, tức là ta thu được chữ số ở hàng đơn vị. Khi đó thầy thu được thằng A là bằng thằng N chia cho 10. Đấy. Với thứ tự các bước như trên và cái hình vẽ ở bên phải, chắc hẳn các em cũng đã biết được cái cách tách các chữ số của một số ra, lưu vào các biến A, B, C. Nha. Ừ. Nguyên đừng buồn về việc đấy. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện theo đề bài. Đề bài người ta yêu cầu tìm chữ số lớn nhất. Như vậy thì các chữ số của cái số N này có định dạng A, B, C, nó đã lưu được ở trong các biến A, biến B, biến C. Vậy thì bây giờ bài toán quay về là bài toán tìm giá trị lớn nhất của A, B, C. Theo tư tưởng của ta thì ta khai vào biến Z là thằng đầu tiên. Ta mang thằng đầu tiên so sánh với cái thằng thứ hai. Nếu mà nó nhỏ thua thằng thứ hai thì chứng tỏ thằng thứ hai lớn hơn. Nếu nó nhỏ thua thằng thứ ba thì thằng thứ ba lớn hơn. Đấy. Sau đó ta sang bước 4, ta đưa ra kết quả. À, trên đây là ý tưởng của bài 28, tách các chữ số của một số ra, ta sử dụng phép toán chia nguyên và chia dư các em nhé. Được rồi, ok Băng, ta sẽ lần lượt giải quyết. Rồi, bây giờ các bạn có khoảng tầm 5 phút ta sẽ hoàn thiện cái bài toán này. Nhé, theo cái tư tưởng này. Thầy đã gửi ở trong nhóm Zalo ý tưởng thuật toán. Với mỗi bài các em nên hình thành được ý tưởng thuật toán. Băng hy sinh. Cái này à đây em, cái này nó khác, các cái biểu tượng là nó lại ở bên trong này, làm thầy chọn nhầm biểu tượng đây.
Đây rồi, phải có biểu tượng khắc họa. Rồi xin mời các bạn làm bài 28. Áp dụng tư tưởng tách các chữ số của một số. Ta xem bài làm của các bạn bài 28. Hiện nay bài 28 đã có 3 bạn làm được. Bài 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 bạn. 7 bạn. 8 bạn. Ừ. Có hai bạn bị 5 điểm là chắc là chỗ Gia Bảo và chỗ Thiên. Thì chỗ Thiên và Gia Bảo lưu ý cái hàm cái đấy, cái hàm này này, cái hàm tam giác ấy, thì em sửa lại cái chỗ hàm tam giác này là float nhé. Cái đấy thầy đặt in ở đây là thầy thử các bạn tham thôi chứ nó phải là float nhé. Nó là float nhé, tham số đầu vào là float ở chỗ hàm tam giác ấy. Sao thầy thấy ở phía dưới này hết của bạn nào nhỉ? Các bạn làm tích cực bài 28 đi. À, bài 27 à? Ừ, thầy đang nói bài 27 mà. Chỗ cái hàm diện tích em sửa nó thành float đấy. Ừ. À, bài 27 là bài số chẵn lớn nhất à? Bài số chẵn lớn nhất nhớ xử lý trường hợp gian nan nữa. Là trường hợp không có số chẵn nào. Bạn cũng nhanh tay giúp thầy với. Hôm nào chắc ta phải tổ chức cái cuộc đua typing ra cơ. Thầy nhớ có cái thằng này mà thầy trò mình phải đua này, typing ra cơ. Thầy nhớ ngày xưa lúc mà thầy còn đi học cấp 3 thầy đua cái này này, đúng rồi, typing ra cơ chính xác. Cái cuộc này enter typing ra cơ cái này hay phết. Để ví như đấy. Khi mà trên đây là các ô tô của các vị khách vào ấy, thì nữa bắt đầu nhá, bắt đầu đấy. Rồi, chưa rồi, đây mình đang gõ tiếng Việt rồi. Trời ơi. Trời ơi, mình đứng gì vậy? Đứng thứ tư, các bạn thấy thầy ngầu không? Một hai ba bốn. Đây, tốc độ gõ của thầy 36 từ trên 1 phút, để thầy gửi đường link này nhé. Hôm nào thầy trò mình sẽ tổ chức cuộc đua luôn nhé. À, rồi chưa chưa gì đã thấy cái Trung đã gửi rồi. À, có cả link tiếng Việt à? À, khi gõ thì ta luyện gõ tiếng Anh cho ngầu nhé. À, anh Minh có hỏi gõ loạn xạ được không? Không được, nó có cái văn bản hiện lên và mình sẽ gõ theo cái đoạn văn bản đấy. Đây nó báo là tốc độ gõ của thầy khoảng tầm 36 từ trên 1 phút. Đấy, tốc độ chính xác là 93%, bởi vì khi nãy thầy gõ bị sai là do một chỗ là gõ thừa dấu cách, một chỗ là gõ bị dấu tiếng Việt. Thông thường thì thầy phải gõ tốc độ khoảng tầm từ 36 đến 39 từ trên 1 phút. Tức là một đoạn văn bản 39 từ trên 1 phút, mỗi từ có khoảng tầm 3 ký tự. Là cũng khá nhanh.
Hôm trước thầy Trung bảo tốc độ gõ được cái 58, 594. Các bạn nhớ nhé, typing rank cơ, hôm nào thầy trò mình sẽ hẹn nhau ở cái hôm nào thầy sẽ tổ chức cuộc đua mấy thầy trò xem tốc độ như thế nào. Rồi quay trở lại bài 28, tại thời điểm này các bạn nào đang bị nộp bị hai phát bị bay màu này, Minh nhỉ? Rồi thầy xử lý luôn bài Minh. Tại sao anh Minh bị bay màu? Minh chưa làm 27 mà lại làm anh Minh bay màu sao lại bài 28 này cốt lại nộp bài 24 nhỉ? Sao lại nhập ABC? Trong đề bài thì sao lại có cái câu lệnh nhập ABC được? Từ khi từ trước đến giờ khi làm mình có bao giờ có câu lệnh này đâu. Đúng không em? Mà mình luôn C in A, B, C trên cùng một hàng. Đấy. Trong dòng trong đề bài có cái dòng chữ đưa ra diện tích tam giác hay không? Nhá, nên chỗ này em phải lưu ý. Khi trong đề bài không đưa ra các số ký tự này thì ta không được phép đưa ra. Nhá. Và bởi vì trong đề bài người ta hỏi mỗi diện tích, mình chỉ việc xeo phần diện tích ra. Độ chính xác lấy bao nhiêu chữ số thập phân. Về bài này anh Minh làm lại nhé. Vừa thêm file của em cũng bị sai nữa. Thêm file của em bây giờ đang là bài 24. Mà rõ ràng là code ở bên ngoài lại là bài 28. Có khả năng là bạn đã sửa nhầm code. À đâu, kia là bài code của bài trước với bài sau đúng không? Lưu ý chỗ đấy. Rồi, đó là cái bài 28. Các bạn làm nhanh ở bài này. Như vậy thì tổng quát qua ở cái file đầu tiên của ngày hôm nay thì à Nguyên đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Thì qua bài sẽ qua cái file đây năm này thì các bạn nhận thấy các bạn đã có được rất nhiều các cái kỹ năng sử dụng câu lệnh rẽ nhánh, trong đó sử dụng câu lệnh rẽ nhánh lồng nhau, sử dụng ép kiểu dữ liệu cho phép toán phân số, phép toán chia nguyên chia dư. Lâm đang hỏi bài nào em? Rồi kèm ta lại có thêm cách là tính diện tích tam giác bằng công thức Hê-rông đấy nhá, nhớ công thức Hê-rông. 100 năm sau nửa đêm nằm ngủ thức giấc nghe tiếng thầy Thành hỏi công thức Hê-rông, phải nhớ luôn được rằng ta có công thức Hê-rông được tính bởi P bằng A cộng B cộng C chia 2, sau đó S sẽ bằng P nhân P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C, sau đó lấy căn bậc 2, nhớ nhé. Nửa đêm nằm ngủ có mơ thấy thầy hỏi thì phải nhớ và trả lời được. Hoặc là Trung có đi công viên làm gì thì nhớ trong công viên đứa nào mà nó để mẩu giấy, anh hãy viết công thức Hê-rông lên trên ghế đá, em phải ghi được cái công thức này nhé. Rồi Lâm hỏi bài 28, ok. Ở bài 28 em đã nộp đâu? À em xem màn hình à? Ừ em chia sẻ màn hình đi. À, trong lúc các bạn đang nào đã làm xong cái bài này rồi thì các bạn vào trong nhóm Zalo để tải file day 6 về để ta làm tiếp phần day 6 nhé. Hôm nay ta sẽ cố gắng làm hết phần day 6. À, thầy ơi 40 CP là 40 character per second, tức là được 40 từ trên 1 phút. Ý của em đó là em sẽ cao hơn, tốc độ nhanh hơn thầy. Thì sao anh Minh? Ừ. Thầy cái này có 34 hay 36 gì đấy. Băng chờ tí. Để thầy kiểm soát xem em đã làm hay chưa đã. À làm tốt chưa. Rồi ở phần bài làm đây ta thử xem nào. N và là C là số hàng đơn vị rồi. B là số hàng chục rồi. A là số hàng trăm rồi. Khi đó red bằng A nếu red nhỏ thứ B thì gắn red bằng B, nếu red nhỏ thứ C thì gắn red bằng C, C red. Ơ thầy thầy đúng rồi mà. Em chạy thử chương trình xem sao. À quên, thầy phải đọc lại đề cái bài này. Đúng rồi. Bài này người ta yêu cầu chỉ hỏi chữ số lớn nhất thôi mà. Em thêm file input output vào. Nhớ tuyệt đối là không được chạy chạy chay trên màn hình nhé. Một số bạn vẫn có cái thói quen mà rõ ràng thầy dạy ngay từ đầu rồi là hạn chế, bởi vì mỗi lần các em chạy lại các em phải nhập lại test đề bài một lần. Cái thời gian em nhập lại nhanh thì các em mất khoảng 5 giây, chậm mất 10 giây,
10 lần nhập tức là các em mất 100 giây, lãng phí lắm. Nên tạo cái file reopen ngay từ đầu, thêm cái file input vào nhé. Băng lại còn sắp tốt đấy. À, nó có nhiều công thức tính chung à, bảo nó có công thức là character person minute hoặc là word person minute, là nó có ba có hai cái cách đấy, số từ trên phút hoặc là số ký tự trên phút, tùy theo cái cách mà thiết lập công thức đến. À, chỗ này em Lâm cần chạy chương trình để nó ra file out, sau đó em mới ép vào nhé. Mình chỉ ép lại, chỉ tạo new mỗi file in thôi. Rồi bây giờ mở cái song song đi em. Cái song song của chương trình chính nhé. Có cái song song trước free open đấy. Nhớ nhá, nhiều cao thủ đi thi cốt chương trình đẹp thôi rồi, chạy chương trình ra đúng thôi rồi. Song song free open thế bài đấy về không điểm luôn. Nên tại sao khi mà dạy các bạn học sinh thầy luôn yêu cầu các em là bắt buộc phải làm việc với tên, bởi vì đi thi trong tâm lý phòng thi nó nặng lắm. Rồi em chạy test đề bài đi. Nó liền nhau nhé, đây là một số có ba chữ số 21 213. Và cái quá trình thầy trò mình vừa làm thầy buồn mình quá, thôi không nói chuyện với mình nữa, ta tập trung công việc em ạ. À, em chạy chương trình đã, em chạy chương trình. Ừ, Tuấn Anh. Ừ, đúng rồi. À, lý do không phải không đúng, thậm chí mà mình làm đúng nhưng mà bị sai định dạng, nó vẫn về không điểm bình thường, nên khi đi thi nhiều khi bị không điểm. Cái đó là do kỹ năng của mình làm chưa được đúng chuẩn quy cách làm bài thi môn tin học. Em nháy chuột phải chọn open with ấy. Đấy, chọn dòng thứ hai. Rồi, chạy test khác xem. Mở file input ra, chạy test khác. File input ở bên trên đấy, mình mở bộ số khác. Bước 1 là chạy test đề bài, bước thứ hai nghĩ ra các test khác và chạy. Em Tuấn Anh cũng để ý nhé, là mình cố gắng làm việc với tệp. Đầu tiên phải nghĩ ra thuật toán, cài đặt thành công thuật toán, chạy với bộ test của đề bài, thấy đúng rồi, bây giờ chạy ra với bộ test khác, thấy đúng, ok. Sinh ra vài test, hoặc tập chục test khác nhau là được. Cần nhất đi. Bởi vì mỗi lần chạy nó sẽ ghi đề ra file, mình đấy mở file ra là đã thấy. Như thế là ok rồi Lâm nhé. Và ở phần sau thầy muốn các em hãy đề xuất ý tưởng thuật toán cho từng bài tập. Bởi lẽ khi đi thi quan trọng nhất là phải có ý tưởng thuật toán. Cũng có khóa thầy dạy thì có những bạn code rất tốt như buổi trước thầy có nói, nhưng lại không có ý tưởng thuật toán. Thế nó mới chán đời nhé. Nên ta phải có ý tưởng thuật toán, là tức là đề xuất được cách giải. Và cái giai đoạn là thầy trò mình đang học đây là giai đoạn thầy cung cấp cho các em cái công cụ để làm chủ được các cái ý tưởng thuật toán cơ bản. Solution tức là hướng dẫn cách làm, giống như từ thầy hay sử dụng từ slow gọi là xử lý. Solution là hướng dẫn thuật toán, người ta hay dùng từ solution, cách giải về giải pháp, cách giải quyết vấn đề, người ta hay sử dụng từ đấy. Các bạn mở file D6 ra thì cho mình làm tiếp file D6. Ở file D5 ta đã
kết thúc ở bài số 28. Ở pha thứ 6 này nó chỉ có vài bài tập thôi, nhưng mà nó cũng do hội tụ đủ các yếu tố ở trong file này. Ở trong file này thì thầy chữa một số bài, các bài còn lại là các phần bài tập vận dụng và nâng cao, do đó các em hãy cố gắng luyện tập nhé. Còn luyện tập tức là bắt buộc phải làm được đấy, các em hãy coi nó như một đề thi để làm. Còn hôm nay ta sẽ tiếp tục sang bài số 26. Nếu như bài khi nãy ta có một bài chữ số lớn nhất, thì bây giờ ta chữ số chẵn lớn nhất, thì ở bài bây giờ ta có một bài ngược lại là bài chữ số lẻ lớn nhất. Bây giờ số nguyên dương n của mình là số có 4 chữ số. À, số có 4 chữ số à. Rồi. Bây giờ số có 4 chữ số thì ta sẽ nghĩ ngay đến cái ý tưởng này. Số này nó có dạng là A, B, C, D. Đấy. Như vậy, biến D là phép toán chia cho 10. Theo các bạn, thầy sử dụng phép toán chia hay phép toán phần trăm? Các bạn comment giúp thầy nhé. Comment luôn nhé. Tất cả mọi người đều phải có câu trả lời. Rồi, Lâm đề xuất là phần trăm. Một phiếu. Đúng rồi, mấy hôm vừa thầy bảo có đề thi thử, nhưng mà do cái thời gian này thầy đang vừa bảo vệ luận văn xong, nó cũng hơi cập rập nên chưa có thi thử cho các em được. Trong một ngày sớm nhất thầy sẽ có một cái đề thử thi thử cho với lớp ta. Rồi, tại thời điểm này các bạn đều thấy anh Minh cũng đã có câu trả lời, Lâm có trả lời, Gia Bảo phần trăm. Ồ, lần này Gia Bảo đã hướng ngoại rồi. À, tương đương cấp thôn thôi bảo ạ, tôi chỉ học về cấu trúc dãy nhánh thôi. Huy thì sao nhỉ? Thiên nữa, Thiên hôm nay có vẻ hơi hướng nội, trong khi Nguyên từ hướng nội đã nhảy sang hướng ngoại rồi. Rồi, như vậy thì ta sẽ phần này ta sẽ nhất trí với câu trả lời các bạn. Biến D là phép toán n chia cho 10. Vậy n còn lại là thằng ABC, tức là cắt đi chữ số ở hàng đơn vị. Thế là bằng n chia cho 10. Rồi. Tiếp đến số C sẽ bằng gì? Các bạn hãy cho thầy biết thầy sử dụng phép toán nào. Thằng C bây giờ thầy tách ra được rồi. Bây giờ coi như thầy xóa được thằng này. Chung đề xuất là phép toán chia. Thế mời các bạn kế tiếp. Bây giờ n của thầy tại thời điểm này nó chỉ còn là ABC, bởi vì nó đã chia cho 10, nó giữ lại phần nguyên rồi. Bây giờ thầy muốn thu được thằng C thì C nó sẽ bằng gì? Nào, xin mời các bạn comment cần lực nào. Chung lật lật nhanh thế. Ba bảo không biết gọi là gọi gọi bạn Nguyên hay là sử dụng phép toán phần nguyên đây. Kiểu giống như mình khi nãy hỏi và đâu em gọi bạn Nguyên đúng không? Thôi bạn ơi, thầy trò ta không nói chuyện nữa em nhé. Em có thế thì ai theo được? Tốc độ của băng cũng khoảng tầm Thôi thầy buồn quá, thế thầy gõ được có 36 từ trên giây, thế mà bọn nó gõ được 170 từ thôi. Thầy cho mình không nói chuyện về vấn đề này nữa nhé, thầy chán rồi. Khi nào thầy cho mình sẽ đăng link trong nhóm solo nhé. Rồi, tóm lại là phép toán chia nguyên hay chia dư là mấy ông bà kia? Hãy cho thầy biết. Rồi, ông Gia Bảo ông cho nguyên cho một đợt bây giờ. Chứ muốn lấy được chữ số ở hàng đơn vị, ta sử dụng phép toán chia lấy phần dư. Đấy, tí nữa phải cười ha ha cho mấy đứa này. Nhớ nhá, muốn lấy được chữ số ở hàng đơn vị, lấy số đó chia cho 10 lấy phần dư. Rồi. Kế tiếp. 139 đến cuối, điều đấy. Rồi, như vậy thì giá trị n của thầy trong vòng lặp mới là bằng n chia cho 10. Thầy thu được số AB.
Để thu được số C, thầy thực hiện lại số B. Thầy lại có N chia dư cho 10 tiếp. Đấy. Mấy đứa không cần phải chạm vào nỗi đau của thầy. Vậy thì số A của thầy là phần còn lại. A là bằng N chia dư cho 10. Đấy. Rồi, ok. Chụp lại màn hình phần này. Các bạn bắt đầu cài đặt luôn bài này nhé. Vậy khi đó ta thu được A, B, C, D. Vậy thì ta sẽ thực hiện cái công việc tìm đấy, ta có bước 1 thực hiện công việc này. Ở bước thứ hai, bây giờ ta sẽ thực hiện là tìm giá trị nhỏ nhất của A, B, C, D. Đấy, và nó phải thỏa mãn là và lẻ. Đấy. Rồi, ta bắt đầu làm luôn nhé. Để thầy ép thời gian thêm để nhưng anh em mình hôm nào ta thi phần này cho anh em sử dụng công cụ, có thể sử dụng ngón tay, ngón chân, rồi dùng rất nhiều thứ, có thể để đấy nhá. Rồi còn bây giờ các bạn hãy bạn nào chưa làm bài này thì hãy làm bài D6. Đấy. Ta sang bài D6 nhé. Rồi, xin mời các bạn bắt đầu cài đặt chương trình luôn. Bài 29. Thầy thử thầy xem bài 29 bà con ta. Bạn nào làm được bài 29 nào? Bài 29 bây giờ đã có 4 bạn làm được rồi. Xin mời tất cả các bạn các em làm bài 29 nhé. Rồi, ta có bạn code luôn nhé. Để tranh thủ thầy ghi thành các bước ý tưởng thuật toán để cho các bạn tiện theo dõi. Bước 1, ta tách các chữ số. D. Bước 2, ta sẽ tìm chữ số lẻ lớn nhất. Đấy. Bước 3, đưa kết quả ra. Rồi, vậy thì về việc tách các chữ số của ta thì ta sẽ thực hiện như sau.
Bắt đầu ta sẽ thực hiện tách A, tách chữ số ở hàng đơn vị trước, ta có D bằng N chia dư cho 10. Sau đó N là phần còn lại để đã tách đi chữ số D. Sau đó ta có chữ C, thì bằng N chia dư tiếp cho 10. Bởi vì ta lấy chữ số ở hàng đơn vị mà. N trong vòng lặp mới là bằng N chia 10 trong lần tính kế tiếp. Rồi ta có chữ B, N chia dư cho 10. Mà N và A của ta sẽ bằng N chia 10. Đó chính là cái thằng mà tách các chữ số. Để tìm được chữ số lẻ lớn nhất thì tương tự như ở bài kia, các bạn nghĩ ngay rằng ban đầu ta gắn z bởi một giá trị vô cùng bé. Ta có cho môi trừ một e9 đi. Trên thực tế ta chỉ cần là khởi tạo số 0 là được. Nguyên hỏi bài thì được, tại sao chỉ được 5 điểm, chờ thầy tí. Xem bài của các bạn khác, bài 29 được bao nhiêu Nguyên nhé. Bài 29 nó được 10 điểm, Nguyên được 5 điểm. À, tức là em đã được 50% số điểm. Đây. Bước thứ hai là về tìm chữ số lẻ. Để tìm được chữ số lẻ lớn nhất thì theo ý tưởng của cái bài cuối khi nãy, ta xem phần tử đầu tiên, bắt đầu ta khởi tạo z bởi một giá trị vô cùng bé. Để tìm lớn nhất thì ta khởi tạo bởi vô cùng bé, mà để tìm bé nhất thì ta khởi tạo nó bằng vô cùng lớn. Đúng, tư tưởng như thế là đúng rồi đấy Trung ạ. Nhưng vấn đề có cài đặt được hay không lại là một câu chuyện khác. Nhưng mà ý tưởng như thế là hoàn toàn tối ưu. Quan trọng nhất là em cài đặt được thành công theo ý tưởng đấy. Nhưng mà ý tưởng đấy là ý tưởng tốt nhất của cái bài toán đấy. Để tìm chữ, ta quay trở lại cái bài này. Đề bài người ta yêu cầu là tìm chữ số lẻ lớn nhất. Như vậy bước 1 tách các chữ số. Bước thứ hai tìm số lẻ lớn nhất. Để tìm số lẻ lớn nhất thì ta bắt đầu ta khởi gạo là nếu thằng Z mà nhỏ hơn thằng A thì gắn Z bằng A. Đấy. Tương tự như vậy, nếu Z nhỏ hơn B thì gắn Z bằng B. Ở đây ta còn phải thêm một cái điều kiện nữa. Đó. Và A là số lẻ. Để A là số lẻ tức là A chia cho 2 có phần dư khác không, hoặc là có phần dư bằng 1 đều được. Đấy, các bạn thêm cái điều kiện này vào. Nó là số lẻ khi nó chia dư dư 1 nhé. Đấy, thầy vừa e tham rồi. Tương tự như vậy ở đây ta sửa lại thằng B. Tương tự như vậy ta có nếu z nhỏ thua c và c là số lẻ thì gắn z bằng c. Nếu z nhỏ thua d và D là số lẻ thì gắn Z bằng D. Đấy. Và sau đó sang ta sang bước cuối cùng là bước 4. À bước 3 ta đưa thằng Z ra. Đấy. À, việc đưa thằng Z ra thì ta nhận thấy rằng nếu số ban đầu nhập vào toàn là số chẵn thì khi đó Z của mình sẽ là bằng số âm này. Như vậy thì ở bước này ta ghi nếu Z của mình mà vẫn bằng thằng trừ 1E9, chứng tỏ nó bằng cái chính cái giá trị khởi tạo ban đầu, thì điều đó chứng tỏ không có câu lệnh nào, không có biểu thức điều kiện nào sau đây thỏa mãn, nên giá trị của Z nó không thay đổi, hay nói khác nó bị vô nghiệm. Vậy thì ta thông báo ra giá trị none. Đấy. Ngược lại thì đưa thằng Z ra. Đấy. Ta thể phải cho nó paragraph nó bé lại đi. Không bé quá các bạn không đọc được.
Đây là ý tưởng bài này. Và các bạn lưu ý với những cái bài mà có ý tưởng thầy đã chia sẻ ý tưởng rồi, hoặc là các cái bài mà có trong tập bài thầy đã giao, thì server khi nào nó chạy thì các em phải tranh thủ làm bài luôn nhé. À, cái web đua tốc độ á, em ghi gõ chữ typing ranker ra sơ đấy. Là đua tốc độ. À, thầy nhớ thầy đua tốc độ này sẽ vào cái thời năm cái trang web này nó có khá lâu rồi. Ngày xưa thầy hay đua tốc độ cái này. Hai vết. Hôm nào để thầy lập Zoom không? Mấy thầy trò mình đua nhau cho đỡ buồn. Rồi, bài 29. Ở bài 28 và 29 có ai gặp thắc mắc khó khăn gì không? Để thầy thầy xử lý nguyên trước nhé. Rồi bài 28, ok. Rồi bài 29, nguyên bài 29 các bạn làm tăng tốc lên nhé. Các bạn cố gắng côn nhanh lên. Cảm giác như mình nhảy từ phím này sang phím kia ấy. Vừa cốt vừa hình thành ý tưởng thuật toán, vừa ghi nhớ những cái thuật toán thầy đã giảng rồi để áp dụng làm các bài toán khác. Nào, cái ông Nguyên này chắc là phải sắp cho ông ăn một trưởng mới được. Nguyên lưu ý lần sau cài đặt toán tử và toán hạng cách nó ra nhé. Chương trình em trình bày khá đẹp rồi đấy, nhưng mà vẫn còn cái chỗ này. Chương trình trình bày giống khá đẹp rồi, gọn gàng rồi. Nhớ nhé, toán tử và toán hạng nó phải cách nhau ra, trông nó thoáng ra tí. Đẹp thì mới có nhiều người yêu được. Ừ. À quên, nhiều người người ta mới yêu. Đấy. Hôm nào ta sẽ làm cuộc đua ta typing ranker để thể hiện tốc độ tí nhé. Dạ, bước 1 là gõ có nhìn bàn phím. Bước thứ 2 gõ không nhìn bàn phím. Gõ có nhìn bàn phím gõ 10 ngón. Các bạn cố gắng luyện gõ 10 ngón nhé. Bởi vì sau này khi các bạn vào vị trí, lúc mà thử vị trí tuyển dụng ấy, tuyển dụng vào một cái vị trí việc làm lương cao ấy, các bạn ngồi tác phong ngồi làm việc nhìn nó ngầu vì gõ 10 ngón, mắt nhìn màn hình, tay gõ, ông sếp đi qua quay lại xóa gần chết bởi vì gõ sai. Đó là bài 29. Bài 29 tới thời điểm này mới có 4 bạn cài đặt được. Xin mời các bạn khác tiếp tục nhé. 5 bạn. 5 trên 10 bạn. Vi vẫn bảo bị sai 10, 11, 12, 13. Tranh thủ lúc các bạn đang cốt bài 19 thầy đi ngắm cốt của các bài của các bạn nhé. 11. Bài 11 em chỉ đưa ra là set precision 3 thôi nhé Vi nhé. Và khi cốt không nên để các dòng trống như thế này. Lưu ý, khi cốt không nên để các dòng trống. Thì còn lại là cốt dỡ khá đẹp rồi. Đó. Hôm 12, 13 Huy đã nổ đâu nhỉ?
Đi kiểm tra lại bài 12, 13 nhé, chưa thấy nộp. Rồi ta trên thử xem lại bài của các bạn đã nộp rồi. Ta xem băng hôm nay là hôm qua thì xem nhìn đến 20 rồi đúng không? Trời ơi, cái bà băng này sắp cho một trường. Chúng nó đòi vào cờ hội thầy, các bạn đâu vào cờ hội thầy phát. Hả? Sao nó có đứa nó rồi tát này. Thôi, sắp đến đêm đi ngủ rồi. Các bạn khác không được cười nhé. Chỉ mới Nguyên được cười thôi. Rồi, ta xem code kế tiếp. À, code này thì đẹp rồi. Đấy, hóa ra hình như là có băng có một cái template là rất chi là buồn cười nhá. Băng để ý cái câu lệnh else if này nó là con của thằng này. Đấy, thằng if này nó lại con của thằng này. Nhớ nhá. Thằng nào là con của thằng nào thì nó được lui vào bởi một dấu tab. Đấy, thì nó mới thể hiện cái mối quan hệ cha con. Đấy. Với lại bài này em cũng phải làm lại theo cái phần hướng dẫn thuật toán nhé. Làm ra nhánh như thế này là không, nó ra kết quả đúng trong đúng nhưng mà nó không hoàn toàn là hay. Cái bài này mà khi nổi trên lớp này thì trông hơi buồn cười. Bài 22 làm lại bằng nhé, cố lại theo thuật toán. Bài giải biên luận phương trình bậc nhất thì không cần phải set a bằng 0 bởi vì đề luôn là a luôn khác 0. Bài này bắt đầu tính thẳng delta và bắt đầu set dấu luôn. Ở đây bạn xử lý khá khéo léo khi sử dụng float ABC. Tuy nhiên nếu ABC người ta cho là số nguyên thì mình khai báo nó là kiểu float là không hợp lý nhé. Bởi lẽ kiểu giống như mình chơi đế chế, cái bản đồ của mình kích thước 3 nhân 4 hoặc là 4 nhân 4 thì khi chạy phần mềm này thì nó chỉ loát mất bộ nhớ 4 nhân 4 thôi. Còn khi mà mình khai báo là 1.000 nhân 1.000, vậy thì cái bản đồ nó dù có là 4 nhân 4 thì trong không gian bộ nhớ nó vẫn mất 1.000 nhân 1.000. Đấy. Nên chọn kiểu dữ liệu phù hợp hơn. Thông thường thì mình sẽ có một cái thói quen rất lành mạnh đó là tính toán giá trị rồi mới đưa ra kết quả, chứ hạn chế cái việc là đưa kết quả trực tiếp ra dưới dạng một biểu thức. Bởi vì thông thường các cái giá trị mình tính được nó sẽ dùng vào việc khác. Ví dụ như cái cấu trúc này thì em nên ô thôi. Thôi thầy không táp cả cục này cho nó táp vào trong được. Nhưng trên thằng này thì notepad như nó bay màu. Bài này tốt rồi. Lưu ý các cái biến như thế này em nên gấp nó thành một cái thói quen, khai báo nó trước main. Thì cái biến này được gọi là biến toàn cục. Biến toàn cục tức là cái biến dùng cho toàn bộ các chương trình. Sau này mình gọi các chương trình con thì nó có luôn, à thì trong chương trình con mà cần phải tham chiếu đến nó thì nó có sẵn giá trị rồi, chứ mình không khai báo nó ở chương trình chính. Sáng mai thấy bằng đi giặt gối ôm gối bởi vì tối nay khóc hu hu bởi vì 500 anh em nó cười hở hết răng. Rồi, bài này tốt rồi. Ông anh mình yêu cười có nhất thiết phải to thấy không? Đã cười đúng lại còn cười to nữa chứ. Thông thường thì ít khi thầy sử dụng băng nhé, ít khi thầy sử dụng kiểu long. Thông thường thì thầy sẽ và thầy thấy các anh học sinh của đội tuyển quốc gia của thầy cũng không sử dụng kiểu long bao giờ, thường sử dụng kiểu INT em nhé. Khi tìm ở trong trường hợp này nó là các chữ số. Bài 27. Ở bài này chưa nhập giá trị à. Bài 27 làm lại băng nhé. Bài này làm như thế này là sai rồi.
Thông thường thì người ta sử dụng 10 mũi 9 em nhé. Người ta sử dụng IDT nó có khoảng tầm 1,8 hay 2,1 nhân 10 mũi 9. Thằng Long bé hơn chứ. Thằng Long nó tương đương với thằng INT. Như thầy hay dùng thằng Long nó tương đương với thằng INT nhưng mà có khả năng nó sẽ khác đấy. Nhưng mà cái phạm vi nó có khoảng tầm 10 mũi 9. Ở cái bài 27 băng làm lại nhé. Bài này là phải thực hiện. À quên, bài này là bài gì nhỉ? Bài 27 thì nhớ như là đây, tìm các số chẵn này. Cho một số có ba chữ số yêu cầu tách ABC ra. Bài 27 băng làm lại. Lưu ý khi mà sử dụng các hàm thì giữa sau sau hàm và trước dấu ngoặc em không được cách nó ra nhé. Và gọi tên hàm, sau đó tham số chuyển vào luôn. Sau đó trong tham số mình mới viết có đúng quy cách. Ở đoạn này em xử lý sâu được, hoàn toàn được. À, số chẵn trong bộ số à? Ok. Được rồi. Bài này thì băng lại sử dụng câu lệnh lặp. Rồi, hoàn toàn chính xác. Lưu ý template thu đầu dòng nhé. Cái này thầy sẽ kể cho các cháu. Trời ơi, template của băng băng nhà ta. Nhưng cô rất đẹp đấy. Nó cũng không ảnh hưởng gì cả, nhưng mà chỉ mỗi cái là nó hơi buồn cười thôi. Ý tưởng hay đấy băng ạ. Đẩy vào một sâu lấy các ký tự trừ đi. Ok. Cầm bằng. Mình đang cầm bằng đúng hết xong ký tự bỏ ra cho bố. Để tin cô. Đẩy rồi. Đâu. Đúng rồi. Đúng rồi, cầm bằng. Xong mang bỏ trả bố nhé. Được, rất hay. Thầy không cười thôi nha. Đây, bài là điểm nằm trong hay nằm ngoài? Băng cốt 2 đấy. Với nhiều ý tưởng cái đã cốt được rồi. Đấy, cốt nó phải đẹp như thế này nhé. Ôi trời, chương trình chính vấn đề. Chương trình con thì rất đẹp rồi. Cái hàm nguyên tố thì khi đi thi không nên cốt theo hàm này băng nhé. Em cốt theo cái mà nếu mà u nhóm bằng một return for, sau đó em for y chạy từ 2 cho đến căn u luôn nhé. Không không sử dụng hàm này. Hàm này thì tốc độ nó chạy khá nhanh hơn. Tuy nhiên đi thi thì tổng số ký tự em gõ ở đây nó sẽ nhiều hơn so với cái ký tự cốt bởi cái kia. Cái thêm thêm cái nữa là lỡ chẳng may mà mình có bị lỗi ở đâu đó thì mình sẽ sửa lỗi sẽ lâu hơn. Cái giải thuật này về cơ bản nó sẽ chạy nhanh hơn cái giải thuật for y chạy từ 2 cho tới căn u. Đây gọi là giải thuật kiểm tra số nguyên tố tăng với bước 5 hay bước 6. Là một trong những giải thuật khá hay. Nhưng đi thi đến đi thi quốc gia cũng không cần dùng nó. Chữ bằng chu này em được phép bỏ đi nhé, không cần phải chữ bằng chu ở đây.
Sao bây giờ mấy đứa nhìn cốt của băng lại không thấy đứa nào cười nữa nhỉ? Đứa nào cứ nãy cười băng về băng cười lại ha ha đâu thầy cả. Cái băng cười hé hé thế này. Thôi thầy xin à. Ok đấy phải cười duyên dáng như Minh nhé à. Anh Minh cười ha rồi Bài này vừa cười quá. Nguyên xem là bài 30 à? Ok, để xem lại nốt cho băng Nga. Lấy cái bài này. Lần sau băng cứ dùng INT là được. Đấy vị khai báo nở đây là thì bắn nó lên trên trên cao này. Đấy, khai báo nở. Cái bằng chu này bỏ đi được. À, chỗ K cộng cộng thì không cần phải ghi ở đây. À, băng lưu ý chỗ này nhé. Chỗ em K cộng cộng thì ở đây cũng không cần. Em cộng cộng ca đây này. Đấy. Đấy. À, chữ T cộng cộng thì chữ dấu cộng nó liền vào cho nó đẹp. À, cô đẹp à. Xem hết nàng băng một lượt à. D cộng cộng liền vào đây. Rồi, khai báo hàng số rất hay. Khi khai báo hàng số ở đây, băng lưu ý không có dấu chấm phẩy ở cuối dòng nhé.